Vâng, hello, xin chào toàn thể anh chị em và con cô bác nha. Em Nguyễn Thịnh Minh Trang gửi đến chào thân thương. Sáng hôm nay em cho về cái ngôi nhà ở mặt tiền đường Nguyễn Nhân Nguyễn ngay cổng T1 anh em ha. Vị trí là rất là thuận tiện cho anh em về mua về để kinh doanh, mua bán hoặc là cho thuê. Và hiện tại em có thể bán cho anh em hoặc là em cho thuê cho anh em luôn. Diện tích sử dụng của ngôi nhà này rất là to nha anh chị nha. 220 m². Đó, mình được cái sân này nữa nè anh em ha. Được cái sân này thích hợp em tối về bán cà phê giỏng hay là kinh doanh dịch vụ mua bán quán ăn gì đấy. Ha, ngôi nhà rất đẹp nha anh chị nha. Em mới vừa hoàn thiện xong. Bên hông thì có một cái đường nữa. Mặt tiền trước ha, có em làm mấy cái che đó luôn. Thì anh em nào muốn làm mấy che giống bên kia là mấy che di động ra bắn ra ngoài nữa cho nó đẹp nhà ha anh em ha. Mình thì mình mới làm tới đây thôi, toàn lạnh. Cửa thì cửa cuốn xịn luôn nha anh chị nha. Đó, rất là đẹp ha. Đang hoàn thiện. Mình lót gạch ở trên thì có tầng trên, lên kia có phòng đó anh em ha. Đó. Đây nhìn ra rất là sáng ha. Toilet, sân sau, bếp ăn. Đấy, ở xa đây có cái phòng phơi đồ mình cũng đang làm luôn. Đó. Đó. Cái này lót gạch ha. Cửa sổ. Đó, đây nhìn xuống ha. Đèn, quá trời đèn. Trên này thì sẽ có một cái gác anh em ha. Đó, nhìn xuống. Tổng diện tích tới 200 mấy ha. Này có thổ cư luôn nha anh chị nha. Thổ cư 70 m. Diện tích sử dụng là 120 tổng diện tích ha. Đó, một tầng. Toilet, bếp ăn, phòng khách. Bãi trước thì dựng được cũng mấy xe ô tô ha. Anh em mua về bán ô tô, bán xe máy cũng ngon. Đó, rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho anh Thịnh mình ha. Qua số điện thoại là 0834333371 hoặc là 0397026935. Nhà ngay chủ em, không qua trung gian. Anh em còn lái có nhu cầu thì liên hệ em bán được gỡ hoa hồng nha. Em cảm ơn rất là nhiều.